nó phải gắn với cuộc sống nhiều hơn. Tôi nghĩ rằng là thứ nhất là cộng đồng Vatican II đã cảnh báo là cái nguy cơ tách rời giữa đức tin và đời sống thường ngày phải được coi là một trong những cái nguy hiểm nhất của thời đại, nguy hiểm cho giáo hội nhất của thời đại. Thứ hai là Đức Benedicto 16, ngài cũng có cái ưu tư là cái ngôn ngữ thần học, nó diễn tả thực tại nhưng mà nó lại thành ra một cái thế giới mơ màng nào đó, cao siêu nào đó, nó không có làm cho người ta như thể là tìm thấy cái sự sống thực sự trong cái thực tại. Thế thì chính cái thời điểm như thế này, giáo hội cũng tìm lại một cái hứng khởi của Vatican II, là vui mừng và hy vọng, âu sầu và lo lắng của con người, nhất là những người nghèo, cũng phải là âu sầu và hy vọng, vui mừng và hy vọng, âu sầu và lo lắng của những người môn đệ Chúa Kitô. Và chúng ta cũng nên khám phá ra trong cái mùa dịch những cái thái độ sống đức tin chân chính, bởi vì có thể có những cái tấm lòng đạo đức trước đây, nhưng mà khi nó đụng vào cái thực tế của cái mùa Covid này thì nó không có sinh hoạt trái. Trong khi đó thì ta cũng sẽ thấy, đã thấy rất là nhiều người có một cái sự dấn thân, có một cái sự quan tâm và có một cái sự sống của đức tin nó gắn liền với thực tại. Cho nên cái mùa vọng, hôm trước tôi có giảng tĩnh tâm vài nơi về cái mùa vọng chuẩn bị đón Chúa đến, thì ta nên nhớ rằng là cái hy vọng, hay là nói theo tiếng Việt mình nói là đức cậy, rất là hay. Đức cậy tức là khám phá lại, không phải đức cậy tức là sống đức tin trong cái chiều kích lịch sử. Tôi tạm phát họa cái tin, tức là sống với Chúa tin, là tin vào chứ không phải tin có Chúa. Tin này nó sẽ sinh ra hai chuyện: thứ nhất là tin yêu, tức là đức mến. Tin yêu tức là đức mến, tức là chấp nhận trọn vẹn bản thân và cuộc đời bản thân của ai đó. Và tin cậy tức là đồng hành nha, một cái tình yêu, một cái tối tương quan đích thực của đức tin đó, nó gồm hai cái chiều kích là bản thân và cuộc đời. Chấp nhận hết bản thân của ai đó, đồng hành trong suốt cả cái cuộc đời. Cho nên cái công thức đức tin, công thức yêu của Kitô giáo được diễn tả trong hôn nhân đó là đón nhận bản thân và giữ lòng trung thủy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, là đức cậy. Thì cái chiều kích này nó hay bị quên lắm. Ta cứ yêu mến Chúa nhưng mà thật sự ra cái làm cho cái tình yêu cũng như là cho đức tin nó có xương có thịt, nó đi trên cái mặt đất thật đó, đó là đức cậy nha. Tức là sống với Chúa trong những vui buồn của cuộc sống hàng ngày, có Chúa cùng và sống với mình trong những cái biến cố, những sự kiện này, nó là chiều kích của thực tại. Thực tại này nó giống như là chiều kích của nội tâm,
yêu mến Chúa trong lòng bộc lộ ra, thể hiện ra trong cái này. Thì cái này nó là đức cậy sống với Chúa trong cái lịch sử, trong cái thực tại được diễn ra qua cái chiều kích lịch sử, qua cái chiều ngang của lịch sử. Thế thì cái chiều kích này nó bị quên, và chính trong cái mùa dịch này Chúa sáng, Chúa nhập thể làm người, thì ta cần khám phá ra cái này. Và cái đức cậy hay là cái niềm hy vọng nó gắn liền với thực tại, và nó gắn liền với cái mơ ước ngày quang lâm của Chúa. Cái này thì nó không này, nó không lộ ra cái này được. Cái này nó là chiều kích tin mừng Gioan này, Gioan này gắn bó với Chúa này. Còn cái này là chiều kích của Nhất Lãm này, tức là nước Thiên Chúa, loan báo nước Chúa. Trong Nhất Lãm Chúa Giêsu tha thiết loan báo nước, nước trời hay là vương quốc của Thiên Chúa. Còn Gioan thì là gặp gỡ chính Chúa, đón nhận bản thân của Chúa, đó là tin mừng thứ tư. Thì cái này là cái mà cái mùa Noel năm nay ta phải nhìn lại cái này, và mùa Noel năm nay ta phải thấy Chúa nhập thể trong những cái này. Và mùa năm mùa vọng đó là càng phải tha thiết vào cái này, tức là ngày quang lâm của Chúa nó được lộ ra một cách rõ rệt hơn. 300 năm đầu là giáo hội sống cái này, rồi từ thế kỷ thứ tư cho tới thế kỷ 20 nó lại thiên về cái này quá nhiều. Tin yêu rồi sau Vatican II nó mới lại tìm lại cái này, nhưng mà rồi nó cũng bị vùi dập đi vì kinh tế, vì chính trị. Và bây giờ người ta tìm lại là sống đức tin qua cái thách đố Covid, sống đức tin qua những cái hoàn cảnh đau thương, qua những người nghèo, những người vô gia cư, sống đức tin trong những cái thái độ tự nguyện dấn thân của những người thiện chí, của các y bác sĩ tận tụy lo cho bệnh nhân. Đây là cái chiều kích này để cho nước Chúa màu đến. Đấy. Thì cái mùa Giáng sinh năm nay có lẽ là cái mùa mà chúng ta phải tìm thấy ở đây. Và cũng hy vọng ta tin vào Chúa Thánh Thần dẫn dắt qua những cái biến cố của cuộc sống ngày hôm nay. Thánh Thần cũng thanh luyện giáo hội, giáo hội trở nên hoàn hảo hơn, trọn vẹn hơn. Và trọn vẹn hơn ở chỗ là không có tách đức tin ra khỏi đời sống thường ngày nữa. Đời sống tôi cũng nói mấy nơi mà tôi không thấy người ta hưởng ứng. Tôi nói là làm than đá năm nay lấy lên trên mạng á, lấy mấy cái hình di dân về mùa Covid, những cái hình cứu trợ mà mùa Covid, những cái nhóm thiện nguyện giúp đỡ người ta trong cái mùa Covid này, ta in nó lên một cái tấm bả, một cái tấm nhựa, xong rồi ta cắt ra từng cái một cắt nó hơi loang lổ một tí, nó méo mó một tí, nó rách rác một tí, nhưng mà cắt cái hình nó ra gắn chung quanh cái hang đá hay là cái gì đó lác đác chung quanh cái hang đá, để ta hiểu ra là Chúa Giáng sinh, Chúa Giáng sinh năm nay thì nó dính với lại những cái chuyện của mùa Covid, của những cái đau thương, của những cái thiện chí, của những cái chứng nhân của cuộc sống hàng ngày. Tôi nói ở bản đốc ở đây mà chưa thấy, không thấy gì cả. Tôi cũng nói trong giờ dòng mà không thấy. Nói trên là cái giọng nữ kia cũng không thấy, không biết là cái ý tưởng của mình nó có lạc lõng hay không.
Nhưng mà thật sự ra thì nó cũng là một phần trong cái mà tôi gọi là phải đối diện với trào lưu trần tục hóa. Trào lưu trần tục hóa nó đến Việt Nam này chậm, nhưng mà chắc chắn nó đến. Trào lưu trần tục hóa là nó trào lưu, một cái trào lưu mang tính toàn thể, nhiều chuyện nó dính vào đó, chứ không phải chỉ là cái chuyện người ta không đi lễ, người ta bỏ đức tin đâu, hay là thiếu ơn gọi, nhiều lắm. Cả một cái toàn thể nó dính tới cái tư bản chủ nghĩa, nó dính tới một cái thế giới hiện đại, nó dính tới một cái sự phát triển của khoa học, nó dính tới một cái thế giới mà người ta như thể là tự mình giải quyết được hết mọi sự, thì nó nằm chung trong cái trào lưu trần tục hóa đó, và nó đến thì ta ta đưa Cho đức con hỏi sao nói đi. dạ, cha đang nói về cái vấn đề mà trần tục hóa này á, thì và về cái vụ mà hang đá rồi này kia, thì sẵn thì cha cho con hỏi một vấn đề. Có nghĩa là hang đá thì nếu mà mình xét theo hai cái khía cạnh, nó làm theo kiểu truyền thống và kiểu canh tân theo hiện đại và bối cảnh á, thì như vậy thì có một cái giáo xứ nọ làm hang đá theo cái kiểu mà giống như là bệnh viện dã chiến như vậy đó cha. Thì nếu mà mình xét theo cái hướng mà theo hướng canh tân hóa thích nghi, giống như cha nó vừa nói cái vấn đề mà Chúa Giêsu sinh ra, hoặc là đặt cái bối cảnh đó vào trong cái việc mà làm hang đá như vậy đó, thì nó như thế nào cha? Tôi cũng nghe người ta nói, tôi chưa xem, gọi là dân cư mạng nó phản đối quá chừng, nó như thể là Dạ nó đúng tục rồi, hóa dạ đúng. ông sầu trên mạng đó, Dạ. cho nên đó mà tôi Dạ. nói cái chuyện này đó. Thì thực sự ra thì sáng anh em đây ngồi nói chuyện với nhau thì cũng nói chuyện đó, cũng bảo rằng là có thể cái ý hướng thì nó tốt, nhưng mà làm nó hơi thô cái kiểu trình bày như vậy. Rồi cũng có ông cha bảo làm như anh Viễn nói á, có vẻ hay hơn. Thì nó hơi thô, tức là làm chú khẩu trang này nọ, nhưng mà ta nhớ rằng là nếu mà ta phản đối nó vì cái chuyện gọi là thánh thiêng đó, rồi cái chuyện gọi là bảo vệ cái sự thánh thiêng của Chúa hay là của đức tin đó, thì cái đó coi chừng. Nếu mà cái quan niệm là bảo vệ sự thánh thiêng, là bởi vì ở trong cựu ước, ta nhớ là trong cựu ước thì các tư tế là những cái người, cái ý thức đó, cái ý thức mà Chúa là thánh thiêng thì không có thể dính dáng được, không có thể có một cái dính dáng nào để tội lỗi hết. Cho nên cái quan niệm đó của các tư tế cựu ước nó biến những cái người tư tế cựu ước thành ra những cái thứ mà gọi là có thể nói là ác độc. Và ta thấy cái điều đó rất là nhiều ở trong cựu ước. Ở trong cựu ước, những cái vị tư tế là dứt khoát và không có chấp nhận những tội nhân, thất khoát là không, Chúa là thánh thiện thì không thể ở chung với tội nhân được. Cho nên nó có những cái chuyện, ví dụ như là ông Mô-sê, ông ấy nói về các cái người nào mà theo Chúa thì đứng ở một bên rồi tuốt gươm ra, rồi vào trong trại rồi giết một cái chuộc thảm sát ghê rợn đối với những người đã thờ con bò vàng đó. Thì sau đó thì hôm Mô-sê bảo là các anh xứng đáng là tư tế, đó là cái gốc gác của cái chức tư tế từ đó mà ra, và nhiều chỗ lắm. Nhưng mà đại khái những người trong cựu ước đó là tư tế là một cái giới mà xa cách và ác nữa, và độc ác nữa, với lại những cái người tội lỗi, những cái chuyện phàm tục, nhiều cái chuyện dính dáng tới cái điều đó lắm. Cho nên khi mà người Kitô hữu đó, người ta tin vào Chúa Giêsu đó, thì một Đức Giêsu không có một chút cái dính dáng gì tư tế cả trong cái cuộc đời của Đức Giêsu, trong cái phong cách của Chúa Giêsu,
không có dính dáng gì tới cái hình ảnh tư tế cả. Dĩ nhiên ở trong trong cái gọi là trong cái niềm mơ ước của dân đó, thì Đấng Messiah sẽ là vua, là tư tế và là ngôn sứ. Thế nhưng mà người ta không thấy nổi Đức Giêsu có cái gì đó giống 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 như là các tư tế cụ ước. Mãi rồi mới có cái thư Do Thái, cái thư Hebrew đó, là nó nhìn lại cái đức tư, cái chức vị tư tế của Đức Giêsu. Và Đức Giêsu là một vị tư tế biết xót thương, là một tư tế đã cảm thông, đã trải qua những cái đau thương của cuộc đời và đã cảm thông được với con người. Nên là cái thư Hebrew. Cho nên từ đó thì mới tìm lại được là Đức Giêsu cũng là tư tế nữa, cũng là linh mục nữa. Còn thì trước đó là cái cảm nhận của người Kitô hữu ban đầu là không thấy Đức Giêsu dính dáng gì tới cái chủ tư tế hết. Và sâu xa ra là bởi vì cái quan niệm là thánh thì không thể nào ở trong cái dính dáng tới cái trần tục hết. Ta nhớ rằng là cái chữ thánh đó, cái nguyên cái chữ thánh nó hàm một cái nghĩa là tách biệt. Đã thánh thì phải tách biệt, tách riêng. Cái gì thánh hóa là cái đó để riêng ra. Thế nhưng mà cái ý nghĩa thánh là tách biệt đó chỉ đúng 50% ở trong Kitô giáo thôi. Và thật sự ra cũng chỉ đúng một phần trong suốt dòng lịch sử thôi. Bởi vì Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa dấn thân. Người Hy Lạp và các nền tôn giáo khác thì Thượng Đế là cái gì? Thượng Đế là cái lý tưởng mà muôn loài hướng tới. Mà chính Ngài thì lại không cần biết tới ai. Thượng Đế là nam châm hút sắt mà không biết mình hút. Đó là người Hy Lạp họ nói như vậy. Là nam châm hút sắt mà không biết mình hút. Ngài cao vời, Ngài tinh tuyền, Ngài tuyệt hảo. Muôn loài hướng về Ngài như một lý tưởng. Mà chính Ngài thì không có biết tới. Bởi vì biết tới là phiền lụy, là rắc rối. Thì cái điều đó ở trong cựu ước nó đã có một cái chuyện là Chúa dấn thân. Thứ nhất là Chúa hứa, Chúa hay hứa lắm. Rồi hứa xong rồi thấy chưa ổn là giao ước. Cho nên ở trong Tân Ước thì người ta mới hiểu ra một cái chữ thánh của Kitô giáo nó không chỉ là không phải là tách biệt mà thôi, mà là có một cái chiều hướng dấn thân vào. Nó tựa như là Nguyễn Huy Thiệp nói rằng là một nhà văn đó, mà muốn tìm ra cái tinh túy của cuộc sống đó, thì phải lặn vào bùn, không phải là sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Nhưng mà sen nó chỉ mọc lên được từ bùn thôi. Người ta bóc sen, người ta bỏ lên trên xi măng hay là trên kiến cho nó sạch, nó không ra được bông hoa. Nó chỉ có thể từ bùn nó mới lên được bông sen thôi. Đó là Nguyễn Huy Thiệp đại khái vậy. Thì người ta thấy nó cũng khá giống với Kitô giáo đó. Một Đức Giêsu mà dấn thân mà làm người, mà sống cái phạm nhân, sống như người trần thế, lại còn hy sinh chịu chết, chết trên cây thập tự là thư Philip. Một Đức Giêsu là dấn thân, và cái chữ thánh ở trong Kitô giáo đó là thánh trong trong chính cái sự dấn thân đó, trong xứng cái sự gọi là nhập cuộc đó, chứ không phải thánh là tách biệt mà thôi. Vẫn là sự tách biệt, không có chối, vẫn là khác, nhưng mà cái khác, cái sự thánh thì nó nằm trong chính cái sự dấn thân. Thì cái quan điểm của tôi vẫn thấy theo dĩ nhiên là cũng không phải mọi người đồng ý với tôi. Tôi thấy rằng là trong một cái phụng vụ của chúng ta, phụng vụ bao giờ cũng có hai chiều kích là thờ phượng và hiệp thông. Cái đó là về lý thuyết rõ ràng, cái đó không ai chối được nữa. Lý thuyết là phụng vụ là thờ phượng Chúa và hiệp thông trong cộng đoàn với nhau. Nhưng mà trong thực tế cho tới ngày hôm nay, phụng vụ của chúng ta, cái chiều kích hiệp thông đó bị giảm thiểu đi quá nhiều, mà quá đề cao cái chiều kích thờ phượng Chúa. Cho nên người ta sợ
Vô nhà thờ thì không được nói chuyện, không nhà thờ thì không được ca hát, vô nhà thờ thì cái đó là cái sự biến chuyển. Khi mà giáo hội 300 năm đầu là giáo hội đại gia, là nó chọn vừa là hiệp thông vừa là thờ phượng. Khi nó biến thành giáo hội nhà thờ, tức là khi người ta cho những cái nhà thờ to, không còn là giáo hội đại gia nữa, không mang cái tính cách giáo hội đại gia nữa, thì nó biến thành giáo hội nhà thờ. Ở nhà thờ thì cái chiều kích thờ phượng nó lớn mà nó trang trọng, rồi nó loại trừ cái chiều kích hiệp thông đi. Ta nhớ rằng là cái hai cái chiều kích luôn luôn có ở trong giáo hội, nhưng mà cái chiều kích hiệp thông nó chỉ là ý nghĩ, chỉ là lời nói suông, nó không bộc lộ ra được, không thể hiện ra được. Ngay một cái chuyện nó đơn giản thôi là chúc bình an, thì các đấng các bậc cũng cho rằng là lộn xộn quá, mất trang nghiêm, cho nên là hai bên quay vào nhau thế thôi, gật một cái là đủ rồi, không có bắt tay rồi không có chào hỏi. Sau đó rồi cái bảo là hiệp thông thì cuối lễ mà hiệp thông, đầu lễ hay cuối lễ gì đó, xong lễ rồi ra ngoài kia rồi hiệp thông, chào hỏi cái gì thì chào hỏi. Mà không phải, bản thân của phụng vụ, bản chất của phụng vụ là thờ phượng và hiệp thông, và phải được diễn tả và phải được sống cái ý nghĩa đó ngay ở trong cái phụng vụ đó. Thì chúng ta biết rằng là đó là cái bầu không khí mà người ta đó là cái lịch sử đó chúng ta thấy. Cho nên nếu mà cứ tách biệt như vậy là bảo đảm trào lưu trần tục đến là chết, là chết. Mà trào lưu thần tục hóa là một cái vận hành hợp pháp theo Kitô giáo, bởi vì Kitô giáo là Chúa nhập thể, Chúa đưa hết cái trần gian này tới cái ngày thành toàn, hoàn toàn. Chúa đi vào cái trào lưu thế tục đó và đưa nó thấy thành toàn, chứ không phải là khinh chê loại bỏ nó rồi đi vào một cái thế giới nào khác. Thì mấy năm nay rồi, thì bao năm trước thì tôi bắt đầu thấy cái dấu hiệu trần tục hóa đó bắt đầu lộ ra ở đất nước Việt Nam này, ở giáo hội Việt Nam này. Và tôi đi giảng suốt cái mùa tĩnh tâm năm cách đây 2-3 năm là tôi nói về trần tục hóa hết. Và tôi nói rằng là làm sao để đưa đức tin vào đời sống thường ngày và đưa đời sống thường ngày vào trong phụng vụ. Vào trong phụng vụ mình cũng đừng có sợ. Tôi nói rằng là đưa một cái cuốc vào trong trên bàn thờ, rồi ta viết một cái chữ biến gươm đao thành cuốc thành cày, biểu tượng cho cái sức lao động, hay là cái gì đó. Ta đưa một đôi dép vào trong bàn thờ ta trưng để là lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước. Nó nối cái đời sống thường ngày vào trong phụng vụ, và từ phụng vụ đẩy một cái sức sống ra cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Thế thì đại khái cái vấn đề chính của nó là như thế. Bây giờ cái mùa Noel ta làm thế nào thì tùy, nhưng mà để anh em thì bảo là nó hơi thô, Chúa đeo khẩu trang, thiên thần đeo khẩu trang, có thể là nó thô, nhưng mà nếu vì một cái ý thức thánh thiêng đó của Chúa, của Đức Mẹ gì đó, mà của đạo đó, thì cái đó là tôi nghĩ là không đúng đâu, tôi nghĩ không đúng đâu. Tôi sợ để cho Chúa trong cái cuộc sống thường ngày, Chúa phải tách nó ra. Người Do Thái tại sao nó không nhận ra Chúa Giêsu? Bởi vì nó nói rằng là đấng Messiah đến là phải được giấu đi. Rồi chứ còn mà đấng Messiah mà chúng tôi biết cái ông này mà, ông ở Nazareth này, bố ông này, mẹ ông này, anh em ông này, tôi thấy biết ông ấy từng ăn, từng chơi, từng bắn bi, từng chạy chơi với tụi trẻ, làm sao mà đấng Messiah được? Gì mà kỳ vậy? Messiah là giấu đi. Rồi đến lúc mà thời điểm đến thì Ngài xuất hiện ra, rồi Ngài trở thành một cái vị ngôn sứ lớn giống giống như là Gioan Tẩy Giả, thì có vẻ là đấng Messiah hơn. Cái ông này tôi biết rõ mà anh chị em của ông làm sao là Messiah được? Đó cũng là cái đạo tràng của người Do Thái. Cho nên
không không phải rằng là tục hóa mà là thánh hóa cái trần tục. À, cái sứ mạng của Kitô giáo là gì? Thứ nhất là tục hóa cái thiêng, những cái thiêng mà người ta nói là cây đa, cây đề, ngọn núi gì đó có cái thiêng của nó, là ta tục hóa cái thiêng thành cái phàm hết, không có cái thiêng rồi, liền dính liền với nó, đồng thời với nó là thánh hóa cái phàm. Cái thiêng phải được tục hóa thành ra cái phàm, rồi nhờ đức tin mà ta thánh hóa cái phàm thành ra cái thánh, là ta thánh hóa cái phàm. Thì đức tin Kitô giáo nó có hai cái tác động đó để nó đưa tất cả cái lịch sử này tới sự thành toàn. À, tất cả lịch sử phải thành toàn chứ không phải là đưa ta thoát ra khỏi trần gian này rồi bay về với Chúa, sống với Chúa ở trong một cái thế giới nào đó. Không, cái Kitô giáo, cái truyền thống Do Thái Kitô giáo là gắn liền với lịch sử, gắn liền với thực tại, gắn liền với cái vận mạng của nhân loại phải đi tới ngày thành toàn, chứ không phải là cá nhân là bay lên trời là xong. Không, ta nhớ là cái này là cái nét rất là đặc biệt của Kitô giáo. Cho nên phê bình thì tôi chưa đọc, nhưng tôi nghe các người phòng hội tôi nghe đem nói thì tôi nói rằng là coi chừng không hiểu thực tế nó sao tôi chưa coi, nhưng mà ta mang một cái não trạng duy linh, cái não trạng duy linh ra để mà ta phê phán cái này cái kia thì coi chừng đó nó không trúng đâu. Đấy, có gì thắc mắc không ạ? Thì sẽ là con cũng tiếp thêm một xíu nữa, đó là con muốn hỏi thêm một chút nữa, đó là tại vì trên cái bài mà như cha nói đó thì có một số, bao gồm một số linh mục dùng trên mình trên cái web Facebook đó, thì cũng đưa ra những cái bài mà chỉ trích hay là nói về cái vấn đề mà hiệp hành giáo hội, hiệp hành mà trong trong cái bối cảnh mà làm cái hang đá đó, đó. Thì đối với cha thì cha nghĩ như thế nào? Vì con nghĩ nó là nếu mà xét theo cái về nhìn về cái khía cạnh mà của một cái người sáng tác ra cái đó thì ngài vẫn có ý hướng nghe lành, giống như là ngài muốn đồng hành, chính Đức Kitô cũng đồng hành với những người dân dân trong cái bối cảnh hiện tại, trong những cái lúc khó khăn như vậy, và có những vị linh mục cũng đưa ra những cái tiếng phê bình hay là chỉ trích mà qua cái mạng xã hội thì được rất là nhiều lượt chia sẻ, thì nếu mà mình nhìn vào cái khía cạnh đó thì như thế nào cho về những vị linh mục mà như là đưa lên những cái tiếng phê bình đó? Tôi thú thật là tôi không có đã chưa đọc cái đấy, mới nghe các cha nói nhau ngoài kia thôi, là ta phê bình om sòm hết. Nhưng mà thật sự ra đó, tôi nói là cái lập trường của tôi đó là bởi vì tôi trình bày cái quan điểm của tôi cũng ngay anh em trong nhà tôi không có chấp nhận, thì tôi thì tùy các thầy. Nhưng mà tôi ví dụ như tôi nói rằng là phụng vụ là hiệp thông và thờ phượng, cái đó thì ai cũng phải chấp nhận. Nhưng mà cũng có những vị bảo đi ra cuối nhà thờ mà hiệp thông, phụng vụ là phải trang nghiêm, và tôi không được chấp nhận. Thì đó là lập trường của mỗi người. Nhưng mà theo tôi, những cái gì tôi biết tôi nói đó, tức là cái vận hành của Kitô giáo là một cái vận hành nhập thế, nhập cuộc. Thưa Philip, rõ rệt thì ta nắm cái chính thế vậy đi đã, còn thì là các cha phê bình là chuyện bình thường. Tôi nghĩ rằng là tôi nói rằng là ngay cả các đức cha không có chuyện mà chúc bình an mà gọi là xoay qua người này xoay qua người kia mà bắt tay gì đó, nó lộn xộn, mất đi sự trang nghiêm. Trời ơi là trời, trong khi mà ta nhớ rằng theo tôi nhé, tôi nói trình bày quan điểm của tôi, những cái gọi là những cái giáo phái mà ăn cắp chiên, ta đặt tên cho những cái giáo phái ăn cắp chiên của giáo hội, tức là người Kitô hữu nó chạy qua bên nó hết, nhiều quá bên nước ngoài đó, là nó làm sao nó phục hồi lại cái chiều ngang đó. Theo tôi cũng nghe nghe vậy chứ còn tôi, nhưng mà ta đến một cái trong cái buổi họp của người ta là tôi tên là gì, tôi ở đâu, gia đình thế nào, là mọi người cũng biết, mọi người cũng chia sẻ,
Anh sao 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 biết hết với nhau rồi, ta cùng sum họp cùng hiệp thông với nhau để ta ca tụng Chúa nhé, rồi ta cử hành này kia nhé. Người ta đến nhà thờ, người ta được làm mình, người ta được chấp nhận, rồi người ta hiệp thông một cách rất là cụ thể, biết nhau, hiểu hoàn cảnh của nhau, đưa những cái vui buồn của nhau lên cho Chúa. Nó người ta đổ xô về bên đó, người ta đổ xô về, đó là nó thành ra một cái thứ gọi là ăn cắp chiên của giáo hội, rồi mình bảo vệ nó. Tôi có một cái phần ở trong nhập môn đó mà tôi nói rằng là đừng có rớt vào cái tình trạng gọi là quát nạt những con trâu già. Nghĩa là một ông nông dân có con trâu quyết tâm phản đối cái máy cày, không có cày, máy cày cứ con trâu. Thì bên cạnh đó thì cái máy cày nó cày ao 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 rất là mau. Mình bên này mình tức quất con trâu già cho nó đi mau lên bằng cái máy cày, làm sao mà được. Thì tại sao người ta không có leo lên máy cày mà ta điều khiển cái máy cày nó đi vào đúng cái là công trình của Chúa. Có gì hết. Thì tôi lập trường của tôi nó là các cha nhiều lắm chứ không phải không, mà tôi nói là lập trường của tôi trong nhà dòng cũng không được chấp nhận. Tôi thấy nhiều đức cha vẫn cứ có một cái khuynh hướng như vậy, tức là bảo đả bảo vệ cái sự thánh thiêng của phụng vụ hay là của Chúa. Nhưng mà 300 năm đầu, cứ trở lại 300 năm đầu là cái một cái tia chớp lóe lên mà Chúa cho đó, 300 năm đầu nó lóe lên giáo hội tại gia đó, người ta cử hành giáo hội rồi phụng vụ tại gia đình, rồi người ta đến người ta chào hỏi cười nói, rồi người ta cử hành bí tích bẻ bánh xong rồi người ta ăn. Bạn có khi là ăn trước, có khi là ăn sau, là bữa ăn agape nó xuất phát từ đó. Đọc lại một cái bài mà tôi trình bày từ cái năm 2000 đó, trong cái cuốn Những căn bệnh trầm kha đó, tôi có một cái trang tôi đề là ngôi nhà thờ mơ ước của tôi, ngôi nhà thờ tôi mơ ước gì đó đại khái vậy đó. Thì tôi diễn tả là phụng vụ thì ông cha ngày đại lễ thì hắn rước, còn ngày thường thì ngồi đấy rồi ông kia vô đây, bà này làm sao nó khỏe hắn không, ngày kia vô đây rồi vâng thầy thế này, bà này thế kia làm sao sao, rồi chúng ta sum họp nhau, chúng ta thờ phượng Chúa nha. Nhà thờ là cái nơi sum họp cộng đoàn như vậy, rồi mọi người biết nhau rồi hiểu những cái ưu tư của nhau, thì ta dâng cái bánh lên là cái gì, lấy trong tủ ra vô duyên. Cái bánh đó là tượng trưng hoa màu ruộng đất và công lao của con người. Ta lấy tí rượu trong tủ ra dâng cho Chúa này. Không phải, cái rượu là tượng trưng cái sức sống, một cái năng lượng của phận người ta dâng cho Chúa, rồi Chúa đón nhận thành ra của Chúa. Tức là Chúa cùng đồng hành với mình. Thì tùy các bạn thôi, nhưng mà tôi nói rằng là cả các linh mục dĩ nhiên nhiều, và chắc chắn cũng có những giám mục còn như vậy nữa, nhưng mà lập trường của tôi vẫn là như thế từ xưa, từ lâu rồi. Và tôi nói rằng là cái gọi là cái câu mà Vatican II đó, vui mừng và hy vọng, âu sầu và lo lắng của con người, nhất là của những người môn đệ Chúa Kitô, cũng là vui mừng và hy vọng, âu sầu và lo lắng. Cái thời năm 66-67 nó nổ lên như sấm, rồi sau đó thì nó bị tan loãng đi ở trong những cái kinh tế rồi chính trị, nó làm cho người ta không còn nghe nó cái tiếng đó nữa. Mùa đại dịch này nghe lại cái câu đó, nó là cái câu của Vatican II tuyên xưng rất là mạnh. Và ngày xưa đó, thực sự ra là ngày xưa đó, sau Thế chiến một cái là nó ra cái gì, nó ra phong trào linh mục thợ, cũng y hệt như vậy thôi, là tôi không ở nhà xứ nữa, tôi đi làm công nhân. Nó ra lên một thợ quá chừng luôn. Sau đó rồi giáo hội cấm, là bởi vì thực sự ra cái đó nó không đúng, là bởi vì linh mục thì cái chức vụ chính của linh mục là phụng vụ, là cử hành bí tích. Nhưng mà cái khao khát là có thật, khao khát là có thật, là qua hai cuộc thế chiến thứ nhất, thế chiến thứ hai, các linh mục nhận ra khi mà đi đi tuyên úy đó, ngồi gần những cái người lính đó, thì mới hiểu ra rằng là
những cái gì mà mình giảng dạy nó chẳng có dính dáng gì tới đời sống người ta hết. À, người ta đi lễ như là một cái trách nhiệm phải phải làm cho xong, à, không ai hiểu gì cả, mà có hiểu cũng chẳng để làm gì cả. Thì sau hai cuộc thế chiến đó các linh mục làm thợ, à, đến nỗi mà gọi là khi mà tòa thánh đòi rút các linh mục thợ đi về, không đi làm thợ nữa, bởi vì làm thợ rồi lấy vợ khá nhiều. Thì dòng Đa Vinh chúng tôi là giáo hoàng áp lực tổng quyền phải cách chức một lần ba giám tỉnh, ba cái ông này là ủng hộ cho các linh mục dòng đi làm thợ, thì tổng quyền cách chức một loạt ba ông luôn, đưa giám tỉnh mới lên để rút anh em về, không có làm một vụ đi làm thợ nữa, không có đi làm công nhân phân vác hay là gì nữa, lo công tác giảng dạy ở nhà thờ. Thì cái đó thì đúng, cái mà rút lại là đúng, bởi vì cái tác vụ của linh mục là làm, nhưng mà cái đó là cái khao khát thật, là nó xa, nó giáo hội nó quá xa cái đời sống thường ngày của người ta. À, và cho dù là rút nó lại, ta nhớ là cha Sunny, Dominic Sunny là một ông linh mục nhà thần học gia ủng hộ cái phong trào đó, và Dominic Sunny không phải là chuyên viên của Vatican II, nhưng mà cái đường nét gọi là tính lịch sử mà Vatican II phục hồi lại đó, thần học về lịch sử đó, cha Sunny là một giáo sư chuyên về lịch sử đó, đã đẩy nó lên để rồi cuối cùng Vatican II tìm lại được cái tính lịch sử, để rồi xác định rằng là giáo hội là dân Chúa lữ hành qua dòng lịch sử. Đó là cái chương 2 của cái hiến chế tín lý Lumen Gentium đó. Đó. Thì cái nhu cầu đó nó thật à, cho dù là diễn tả thành linh mục thợ thì nó sai, là bởi vì linh mục thì phải làm một vụ là mới tích, à, nhưng mà cái nhu cầu là đưa đức tin nó vào cuộc sống thường ngày. Đọc cái cuốn Đức Giáo Hoàng Mất Tích đó, người ta cũng thấy một cái chuyện tiểu thuyết thôi, à, Sestrom gì đó, là Đức Giáo Hoàng bỏ Vatican II đi làm tài xế taxi bao nhiêu năm trời luôn, rất là hay. Cái chuyện như vậy rất là hay, nó nói lên một cái thao thức là giáo hội đức tin nó phải đi vào trong cuộc sống thường ngày. Tôi rất là thích những cái chuyện đó, tôi nói thật là tôi rất là thích, à, tôi mê lên mục thợ, không phải là, và trong cái chiều hướng của tôi những cái năm 67, 68 là tôi vô cùng ấn tượng với lại cái tuyên ngôn vui mừng và hy vọng, âu sầu và lo lắng của con người, nhất là những người nghèo cũng phải là vui mừng và hy vọng, âu sầu và lo lắng của những người môn đệ Chúa Kitô, không cái gì là của con người mà xa lạ với họ, à, là những cái bầu không khí thời đó. Rồi sau đó thì kinh tế nó phát triển rồi đủ mọi thứ, rồi nó nhạt 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 đi, nó lại thành ra là một cái giáo hội tách biệt. Thì đó, thì cái nhà thờ, ngôi nhà thờ của tôi đó, đợi tôi một chút xíu tôi lấy cái cuốn sách tôi coi. Đây là cái cuốn những căn bệnh trầm kha, có người nó mới in nó cho tôi mấy cuốn, à, ngày xưa tôi dạy giáo lý thôi, tôi làm cái bài này từ năm 2000, có một cái trong một cái bài ngôi nhà thờ. Có một cái thứ đạo tôi gọi là đạo thiêng liêng, đạo trình bày một cái tôn giáo thiêng liêng, nó bay ở đâu đó, không có dính vào cái cuộc sống thường ngày. Không thấy nó đâu, thôi xin lỗi mà, tôi có trong cái cuốn những căn bệnh trầm kha đó. Chẳng gì, nó trên mạng nó đẩy dẫy những cái cuốn này thì nó không có ai hỏi bản quyền của tôi bao giờ hết. 2-3 lần người ta in thì người ta cho tôi được 1 lần 20 cuốn, 1 lần 15 cuốn gì đó, thế thôi. Rồi đó là cái câu trả lời, có gì thắc mắc nữa không ạ?
Thầy con xin cảm ơn cha. Cứ hỏi đi, còn một câu hỏi. Rồi hỏi đi. Con thưa cha, là cho con hỏi thứ nhất là cái việc mà ví dụ là các linh mục hay là các tu sĩ bây giờ gọi là cũng nhảy vào bình luận và đưa ra cái quan điểm của mình như vậy, thì trong đây nó thuộc về cái cơ cấu sự thay đổi cơ cấu xã hội không ngừng, nhưng mà cái nguy cơ, cái trường hợp của các linh mục hay tu sĩ thì nó có rơi vào nguy cơ sống hời hợt trong cha. Và trên quan điểm của cha là ví dụ là một linh mục thì cái việc đó nên làm hay không ạ? Tức là có nên nhào vô để bình luận hay không gì phải không? Dạ. Cái đó thì nó chẳng tốt chẳng xấu gì cả, thì nó tùy quan điểm của mỗi người thôi. Ai vô cũng làm cũng được mà không làm cũng được, chẳng có gì cả. Có điều thì tôi nói thật là tôi không có thích vào, là bởi vì tâm tôi nó không có vững. Tức ví dụ như là tôi mà tranh cãi với ai cái gì đó thì sau đó nó bối rối lắm, nó trăn trở lắm. Nói chừng nào mà tôi phải xin lỗi được người ta, thí dụ như mình nói có cái câu nào nó quá gì đó thì mới có thể được. Trong nhà dòng có nhiều lần là tôi viết thư xin lỗi, tôi bỏ cửa phòng đó. Tôi nói câu gì thì tôi không có đi vào cuộc tranh luận được, thì tôi không muốn đụng vào những cái chuyện đó. Nhưng mà tôi nghĩ là những người có trách nhiệm thì cũng làm được thôi, chẳng sao. Có người nào mà họ thấy cần phải làm thì họ làm, họ nói. Thì có điều rằng là một cái cuộc tranh luận cho nó chân thật đó, biết nói và biết nghe đó, biết nói và biết nghe thì nó sẽ làm cho chân lý nó sáng lên. Còn cái cuộc tranh luận của những thằng điếc, tức là không có biết nghe, y như là hai cái thằng đụng xe ngoài đường rồi cãi nhau á, nó sẽ sẽ là hai thằng điếc cãi nhau thôi. Thằng nào cũng nói mà không có biết nghe thì nó lại càng che mờ chân lý đi thôi. Càng ngày che chân lý nó càng bị che mờ, bám vào cái câu này của nó, bám vào cái câu kia của nó, cãi mà không có làm sáng lên chân lý. Thì tôi nghĩ là cái chuyện đó thì tùy mỗi người thôi à. Tâm tính của người này thích thì làm, còn tôi thì tôi không thích. Rồi, cứ hỏi đi ạ, không sao đâu. Đừng sợ mất giờ. Dạ, thưa cha, liên quan đến cái vấn đề này cho con hỏi cái vấn đề là một số linh mục, ví dụ như là trong thánh lễ á, trong cái lễ truyền thống hay lễ Tết á, thì họ mặc cái bộ đồng phục của người dân Việt Nam, thì như vậy thì nó có mất cái ảnh hưởng đến cái tính thuần thiêng không? Hay là cái gì nó không đổi với cái luật? Thực sự ra thì cái đó là cái hội nhập văn hóa. Thì cái hội nhập văn hóa nó có hai thứ nha. Một thứ nó gọi là acculturation, một cái thứ nó gọi là acculturation. Tức là một thứ là đưa cái ở bên ngoài mà nó hội nhập vào, và nó mang những cái dáng vẻ cho nó dễ, người ta dễ chấp nhận là acculturation. Thí dụ như là bây giờ cái áo lễ vậy, nó mặc cho giống những người dân Việt Nam cho người ta dễ chấp nhận. Thí dụ như là Đức Mẹ Cô Dâu là cái đó là hội nhập văn hóa. Nhưng mà gọi là cái gì tiếng Việt nó không biết là cái gì, cái acculturation là một cái là anh một cái nó là ắc ắc quên chưa là xong, tức là ta lấy chính những cái văn hóa của người ta, chứ không phải mình đưa vào rồi mình thích ứng, mà lấy cái văn hóa người ta triển khai nó lên cho nó lộ ra những cái giá trị của đức tin, ví dụ như vậy. Ta lấy cái văn hóa đã có, đã quen đó rồi thì ta triển khai nó lên cho nó lộ ra cái ý nghĩa của một cái đời sống đức tin thực sự. Thế thì đó là cả là những cái vấn đề khá phức tạp
mà rất nhiều khi chúng ta hội nhập văn hóa mà ta không có hiểu những cái xã hội nhập văn hóa, ta lấy một cái thứ gì đó mà cái thứ này nó có hàm nhiều cái nghĩa, hàm nhiều cái nghĩa đó ngược với đức tin của ta. Cái acquisition, cái sâu xa hơn acquisition đó, thế thì nhiều khi nó lại không thích hợp nữa. Tôi nói ví dụ như là tôi thú thật là sao tôi đứng trước Đức Mẹ Cô Dâu tôi không có cầu nguyện nổi, đúng không? Sức khỏe đội cái trung trắc được nhỉ, không cầu nguyện được, nó sao á? Thì nó còn tùy, thì một cái chút cái nỗ lực để mà hội nhập văn hóa cũng là cái điều tốt, nhưng mà cái quan trọng hơn nó là acculturation. Thế thì người ta cũng muốn thử làm, nhưng mà thật sự ra tôi nghĩ là phải nghiên cứu hơi kỹ đó. Một cái phản ứng, một cái cảm nhận nó gọi là like hay là dislike. Bây giờ dân chúng họ nhìn cái đó họ không cầu nguyện được thì không nên làm, không nên làm. Nhưng mà giả dụ như là họ quen với lại các vua quan rồi, họ nhìn thấy ông cha mặc như vậy thì họ thấy nó gần gũi lắm, mình thấy cha nó không xa cách, thì mình làm được, mình làm được. Đó thì không phải là cứ lấy nó mà đưa ra, mà còn phải tùy vào cái thực tế trong cái tác động của dân chúng. Nó giống như là khi dịch đó. Khi dịch ví dụ như là người ta hưởng cái thánh kinh hội nó hướng dẫn cái nhóm kinh thánh Việt Nam mình đó, nó dịch bây giờ ta nói là giáo hoàng. Bây giờ cái chữ giáo hoàng, ai nghe cái chữ giáo hoàng mà cảm thấy ác cảm giơ tay lên con nào. Thế thì có những người giơ tay, ta nghe chữ giáo hoàng ta ác cảm, thì ta nên dịch là cái gì? Nên dịch là Đức Thánh Cha được không? Thì ai nghe chữ Đức Thánh Cha ta có ác cảm nào? Không thấy. Thí dụ vậy thì ta nên chuyển sang là Đức Thánh Cha. Còn đúng nghĩa nó là cũng Đức Giáo Hoàng thôi. Nhưng mà có nhiều cái ác cảm thì người ta không nên. Thế thì vấn đề đó là vấn đề thực tế thôi. Chứ còn bây giờ đúng hay không đúng mà lại một cái chuyện nữa. Tức là nếu ta cứ bảo vệ một cái giáo hội cho nó giống truyền thống, mà truyền thống nó đâu ra? Cái đó cũng là nội nhập văn hóa của Tây Phương, chứ có phải là của gốc Do Thái đâu. Thì cũng ta cứ bảo vệ nó cũng không đúng. Nhưng mà bây giờ ta hội nhập như thế nào, tốt hơn là ta acculturation như thế nào, thì để cho cái đức tin nó được đi vào lòng người ta tốt hơn, nó đi vào trong cái cảm nhận của người ta nó tốt hơn, thì cái đó là phải rất là tinh tế, phải linh động, tùy chuyện lắm, không dễ đâu ạ, không dễ đâu ạ. Rồi có gì không? Dạ con cảm ơn cha. Cứ hỏi nhá, đừng có lo lắng gì nha. Tôi nghĩ là nó rất là cụ thể, ta cũng nên trao đổi nhau. Bây giờ thì giải lao chưa? Dạ bây giờ giải lao rồi cha ơi. Rồi ta giải lao mấy phút nha. Dạ.
Alo. Alo. Dạ, chúng con vô học rồi cha. À, à, có còn thắc mắc gì không? Thắc mắc cái việc nói nha. Rồi bây giờ ta trở lại cái bài. À, đây là cái tạm gọi như cái ranh giới, đây là con vật nó chọi lên trên này một cái, nó là suy tư, là con người. Suy tư tức là cái gì? Suy tư tức là cái cuộc sống bắt đầu có một cái hạt nhân ý nghĩa. Suy tư tức là tìm một cái hạt nhân ý nghĩa cho cái cuộc sống này. À, hạt nhân ý nghĩa. Con người ta có một cái nhu cầu căn bản, không phải là làm bất cứ cách nào để sống, mà là làm bất cứ cách nào để sống có ý nghĩa. Con người ta là linh hồn nhập thể, là và ta sẽ thấy rõ một cái cuộc sống sung túc mà không có ý nghĩa, nó dằn vặt con người ta kinh khủng. À, sung túc thỏa sung sướng nhưng mà không có ý nghĩa là con người ta cũng không chấp nhận được. À, tủi nhục cho dù là ăn uống khó giàu có nhưng mà tủi nhục thì không có chấp nhận được. Cho nên bắt đầu suy tư là bắt đầu hình thành ra cái hạt nhân ý nghĩa cho cái cuộc đời của mình. Không phải là thiết gia thiết chung gì đâu, mà là mọi người. Một người mẹ bắt đầu thấy cái ý nghĩa của đời mình là phục vụ cho con, chẳng có biết suy tư triết học cái gì hết, nhưng mà vẫn là một thứ suy tư. Và tôi thấy rằng là tôi hy sinh cho con tôi là tôi vui, thì đó là cái hạt nhân ý nghĩa. Nó sẽ đi về tới cái biên giới này và tuyệt đối. Và tin tôi tuyệt đối. Tuyệt đối ở chỗ nào? Là chừng nào mà lên đến đây, cuộc sống của con người mà cái hạt nhân ý nghĩa này nó bắt đầu nó lớn lớn lên lớn lên lớn lên lớn lên, nó trở thành một cái ý nghĩa duy nhất của cái sự sống cho mình. Đến độ mà nếu mà mất cái hạt nhân ý nghĩa này đi đó, mất cái ý nghĩa của cái thì tao chết bả đi ra rồi, sống làm chó gì. À, sống mà không có ý nghĩa, sống làm chó gì. Ví dụ như là người ta thất tình, người ta tự tử chẳng hạn như vậy. À, hay là có những người thì phá sản tự tử, sống chết mẹ đi ra rồi. Tại sao vậy? Là bởi vì khi mà nó có một cái ý nghĩa, mà cái ý nghĩa đó nó lớn 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 dần, nó trở thành một cái ý nghĩa duy nhất của cuộc đời của mình. À, một ý nghĩa quan trọng nhất của đời mình. Nó còn hơn cả cái sự sống này nữa, hơn cả cái sự sống thể lý này nữa, sự sống của con vật này nữa. Thì lúc đó là ta đụng tới cái biên giới tuyệt đối này. À, ta đụng tới cái biên giới tuyệt đối này. Và đó là một cái con đường của vận mạng con người. Vận mạng con người phải đi tới đó. Và vận mạng con người ta nhìn thấy, ta cảm được. Chỉ khi nào ta sống như thế này thì nó mới ra dáng của một sự sống con người. Còn ở đây chơi một tí, tiền một tí, quyền lực một tí, ý nghĩa một tí, đời sống nó tản mạn như là một kẻ chưa có trưởng thành. Còn một cái con người mà nó sung mãn và nó ra cái dáng đứng của nó khi nó có một cái ý nghĩa nó bao trùm như thế này. Cho nên người ta sẽ nói rằng là học cho biết sống là học cho biết chết. Học cho biết sống
ở đây thì ta học ăn thế này, nói thế này, làm thế kia như là thể là sống cho tốt, thực sự ra không có, không ăn thua gì, hay là nhỏ, chuyện nhỏ. Cái chuyện mà là cuối cùng ta học để biết rằng là tôi sống vì cái gì, và nếu mà cần tôi sẵn sàng chết vì đó kìa, thì đó mới là cái sự sống đích thực. Học cho biết sống một cách trọn vẹn, sung mãn là học cho biết chết vì cái gì. Vì cái gì mà tôi dám chết? À, cái ý nghĩa của nó còn quan trọng hơn cả chính cái sự sống thể lạc của nó nữa. Nào, để bảo vệ cái ý nghĩa này. Nếu mà chúng ta thấy trong cái Giê-xu thì đến lúc mà hạt lúa mà thối đi, tức là hạt lúa chỉ có một cái ý nghĩa là nó làm tổ sinh những bông hạt khác thôi. À, hạt lúa mà không thối đi thì vô duyên trơ trọi. Nó có một cái ý nghĩa phải chết đi cho những cái bông hạt khác nó được đầy sinh ra. Thì chính cái ý nghĩa đó nó sẽ chui qua một cái khung cửa hẹp của cái chết này. Một cái khung cửa hẹp của cái chết nhờ cái ý nghĩa này nó đi qua và nó trở thành sự sống mới. À, chỉ có một cái ý nghĩa trọn vẹn của sự sống thôi. À, nó mới có thể vượt qua được cái chết. Tôi sẵn sàng chết để tôi bảo vệ rằng cái sự sợ, cái ý nghĩa này, và cái ý nghĩa này chiến thắng được sự chết. Ý nghĩa này sẽ trở thành một cái hạt nhân cho một cái sự sống đích thực. À, và đây đó là phục sinh, sự sống mới, chết phục sinh. Thì đó là theo đức tin của chúng ta. Thì học cho biết sống là học cho biết chết. Học cho biết sống tức là học để quy tụ cuộc đời của mình lại, để mà thống nhất cuộc đời của mình lại trong một cái ý nghĩa quan trọng. Và chúng ta hiểu ra rằng là con người là gì? Con người là một sự sống có ý nghĩa bắt buộc. À, không thể sống như con vật được, mặc chăng hay chớ, no béo khỏe, nhưng mà không có ý nghĩa, vô nghĩa. À, có khi như là một cái người chồng ở nhà vợ giàu có nhưng mà là chó chui gầm trại nhục lắm, không ở được, ví dụ thế. Thì ta cũng hay hiểu ha. Hay là bây giờ ta làm tay sai cho nước ngoài, ta làm tay sai ta sẽ được những cái lợi lộc bổng lộc sung sướng, nhưng mà nhục và là một cái gì đó, hay là cả cái nghề, dĩ nhiên là trong cái thực tế ta không dám kết án đâu, nhưng mà giả dụ như có những người nó chọn cái nghề bán thân nuôi miệng chẳng hạn như vậy thì nó sung sướng, nhưng mà nó nhục nhã là bởi vì người ta mua cái thân xác của mình bằng đồng tiền. Người ta mua bằng đồng tiền, người ta có quyền trên cái thân xác của mình để rồi mình nhận lại được. Đó là xúc phạm phẩm giá con người. Xúc phạm phẩm giá con người. Bởi vì cái ý nghĩa xúc phạm, không, tôi không còn làm chủ cái bản thân tôi nữa. Người ta mua được cái xác tôi, người ta mua được cái giới tính của tôi để người ta sung sướng, rồi tôi có tiền. Thì cái đó là ý nghĩa nó bị đánh mất. Hạt nhân ý nghĩa nó bị đánh mất. Và chúng ta cũng biết rằng là đối với người Hy Lạp đó, cái truyền thuyết gọi là Sisyphus, khi ông Sisyphus là một ông vua ác độc, khi chết thì thần thánh phạt là lăn một tảng đá lên trên đỉnh đồi, lăn lên rồi thả nó xuống, xong rồi lại xuống đây lăn lên, xong lại thả xuống, xong lại xuống đây lăn lên, rồi thả xuống, lăn lên, thả xuống. Một cái hình phạt không đến nỗi ghê gớm, đau thương như là Prometheus bị con chim nó ăn gan, ăn xong gan mọc, ăn tiếp cho nó đau đớn tận cùng. Đó là Prometheus. Nhưng mà Prometheus là vì một cái lý tưởng mang lửa cho con người, rồi chịu một cái hình phạt vẫn oai hùng. Nhưng mà Sisyphus là một cái ông vua tệ hại,
thì bị thần thánh phạt một cái hình phạt không có cái gì đau lắm, nhưng mà nó kinh khủng vô cùng, là bởi vì cái này nó làm cho nó phá hủy cái hạt nhân ý nghĩa này, làm một cái công việc vô nghĩa, làm một công việc vô nghĩa mà cứ phải làm, không để làm cái gì hết. Thà là nó bắt mình đào cái hang qua cái núi này đi, rồi cuối cùng mình được một cái con đường cho dân nó đi đi, cực khổ nó có ý nghĩa. Này lăn lên thả xuống, lăn lên thả xuống, lăn lên thả xuống, đó là một cái thần thoại của người Hy Lạp mà nó diễn tả một cái nỗi đau đớn vô cùng, một cái hình phạt nặng nề cho một cái kẻ tệ hại là Sisyphus, là phải lăn lên lăn xuống, phá hủy cái ý nghĩa đi. Mày cứ làm một việc hết sức là vô nghĩa, mày làm một tuần thấy không sao, thấy khỏe, không có việc này khỏe, mày làm một tháng mày sẽ thấy rằng là mất đi cái hạt nhân ý nghĩa, mày sẽ khổ vô cùng, bởi vì mày không còn làm chủ được cái bản thân của mày, và không còn là một cái ý nghĩa đích thực mà mình nhận thấy, mà cái linh hồn của mình đó, cái tinh thần của mình nó nhận thấy mà nó thực hiện không thấy. Lặn lên một tháng trời rồi nó cố cùng nặng, một năm trời nó sẽ là một cái gánh nặng vô cùng đau đớn, bởi vì không có một cái hạt nhân ý nghĩa, trong khi mà tôi bị con chim nó ăn mà tôi vẫn chịu. Prometheus, hay là tôi đào một cái đường hầm cực khổ nhưng mà nó vẫn còn một cái lý tưởng là tôi đào được cái này thì bao nhiêu người sẽ đi và người ta sẽ không phải leo lên núi nữa. Khác nhau nhiều lắm. Đấy, thì cái quá trình đó là chúng ta đã nói rồi, là từ suy tư rồi chúng ta sẽ đi tới cái yêu sách tuyệt đối, tức là một cái đòi hỏi của mình với mình. Yêu sách tuyệt đối, đòi hỏi của tôi với tôi, bất cứ giá nào tôi phải thực hiện được cái ý nghĩa này, không thực hiện nó chết mẹ đi cho rồi. Đó, thì đó là cái mức độ cao cả nhất của cái hiện hữu người, cao cả nhất của cái hiện hữu người. À, và cái mức độ cao cả nhất đó nó đòi một cái khả năng gọi là ra khỏi bản thân, ra khỏi cái bản thân, ra khỏi cái sự sống của thể xác để thực hiện một cái ý nghĩa, để thực hiện một cái ý nghĩa cho trọn vẹn với cuộc đời của mình. Tôi còn bám vào thân xác này, tôi không thể hoàn thành cuộc đời của tôi, mà tôi phải có một cái khả năng ra khỏi nó để sử dụng nó trọn vẹn. Hai cánh cửa duy nhất thì có hai cánh cửa thôi, người ta nói là cánh cửa của tôn giáo và cánh cửa của tình yêu thôi, mới có khả năng đạt được tuyệt đối, tức là mới có khả năng ra khỏi mình để làm chủ toàn bộ con người mình và thực hiện cái ý nghĩa đó, tôn giáo và tình yêu thôi. Và trong Kitô giáo thì hai cái này là một, tình yêu là đạo yêu, và tôn giáo, và tôn giáo này là gặp gỡ một Đức Giêsu dám chết cho tôi dám chết cho là ai còn yêu mến mạng sống hơn thầy không đáng là môn đệ của thầy. Rồi, như vậy đó, ta hiểu rằng là học cho biết sống là học cho biết chết, và ta hiểu rằng là cái vận mạng của con người phải được đi tới cái mức độ, một cái mức độ mà nó khá kỳ lạ, trong giáo lý đó thì người ta sẽ nói rằng là một con vật Chúa dựng nên, con chó, thì Chúa cho nó hoàn thành cuộc đời chó của nó, tự trong cái bản tính nó là đủ khả năng để hoàn thành một cái cuộc đời chó. Con mèo thì nó cũng đã được Chúa cho những cái điều kiện để tự hoàn thành cái đời mèo của mình. Một cái cây nó cũng vậy, nó tự nó đủ.
Nhưng mà con người á, thì nó lại khác. Con người tự nhiên không bao giờ đủ, không bao giờ thỏa lòng, không bao giờ thỏa mãn với lại một cái vận mạng cuộc đời mình, y như con chó hay con mèo. Thì tôi ăn, tôi chơi, rồi tôi vui, rồi tôi hưởng thụ, rồi tôi chết, hết bình thường, xong một cuộc đời. Nhưng mà con người thì không. Con người thì lúc nào nó cũng mở ra, cũng đòi phải bất tử cơ. Con người cũng lúc nào cũng đòi là phải có một cái gì tuyệt đối cơ. À, Chúa dựng nên con vì Chúa, cho nên con, linh hồn con sao xuyến mãi cho tới khi được nghỉ yên trong Chúa. Thì giáo lý của chúng ta sẽ nói rằng là Chúa cấy vào trong con người ta. À, ở đây nó tự nhiên, là Chúa cấy vào một cái khát vọng siêu nhiên. Khiến cho người ta không thể nào an vui với cái con người tự nhiên được, không thể nào thanh thản và giải quyết cuộc đời của mình bằng một cái lối giống như con chó con mèo được. À, Chúa cấy vào, và Chúa cấy vào để làm gì? Để cho con người ta đi về với Chúa nha, và để cho con người ta thu họp tất cả vũ trụ này, cây cối thu vào đây, thánh là tục hóa nó hết nha, không có cái thần thiêng gì đấy, tao sử dụng nó, tao ăn thịt chó ăn thịt mèo cũng được, thu nó vào đây để rồi tao đưa nó đi theo cái hành trình này, đi lên đây. À, Roma đoạn 8 ta thấy rằng là cái vũ trụ nó ngóng ngóng chờ ngày được giải thoát khỏi hư vong, cùng với nhờ vào con cái loài người, phải nhờ vào con cái loài người, nhờ. Thì cái này là lĩnh vực tôn giáo, nhưng mà triết học nó cũng vậy thôi. Heidegger cũng sẽ nói rằng là thật sự ra đây là hữu thể, đây là hữu thể, đây là hữu thể, đây là hữu thể, nhưng mà hữu thể vật nó không thể nào biết nó là hữu thể, nó không có chất thắc mắc về hữu thể và trả lời về hữu thể được, nó cứ sống vậy thôi. Cho nên chỉ có con người mới có khả năng đặt câu hỏi về hữu thể và loay hoay tìm cách trả lời cho cái câu hỏi hữu thể. Hữu thể phải là gì, phải hoàn thành thế nào, phải được thành toàn biết thế nào, thì chỉ có con người mới có khả năng đặt câu hỏi và trả lời cho cái câu hỏi căn bản là hữu thể là gì. Và chỉ có con người mới soi cái ánh sáng hữu thể vào đấy. Từ con chó nó không biết nó là hữu thể, và nó cũng chẳng hiểu thế nào là nó thực hiện cái vận mạng hữu thể. Chỉ có hữu thể người thôi, là dài thôi, mới có thể soi vào cái hữu thể vật, làm cho nó lộ ra cái tính hữu thể của nó. Và cái tính hữu thể của nó theo đức tin của chúng ta là phải được con người sử dụng để thánh hóa, để đi vào cái khát vọng siêu nhiên, đi vào cái khát vọng siêu nhiên nha. Thì triết học họ cũng sẽ nói như vậy, nhưng mà Heidegger thì không có nói tới cái này, nhưng mà nói tới cái này. Con người nó soi chiếu ánh sáng hữu thể vào cho hữu thể vật, và nó mới lòi ra tính hữu thể của nó. Nó là hữu thể đấy, nhưng mà nó bị chìm, nó bị khuất, không ai biết, chẳng ai nói, mà nó chẳng có lộ ra cái gì hết, trừ nhờ con người thôi thì mới làm được cái này. Thế thì theo đức tin của chúng ta, đó là cái con đường đi như thế này nha. Con người ta được cái khát vọng vô siêu nhiên, để con người thánh hóa bản thân mình, thu họp vũ trụ này, và tất cả phải được đi về với Chúa, được thành toàn ở trong Chúa. Thì cái điều đó
cái điều mà đức tin của chúng ta nói đó, nó sẽ lộ ra ở trong cái gọi là cái vận mạng đời người. Con người là cái gì? Mọi sự là tương đối. Tất cả mọi sự của con người đều là tương đối. Bản thân của mình tương đối, tất cả cái tài năng của mình tương đối, tất cả những cái thành quả của mình tương đối, và những cái nhu cầu tương đối hết. Bản thân của mình là cái gì? Có thể tôi là người, mà cũng có thể tôi không là người. Bởi vì nó cũng tùy thuộc vào, ví dụ như là bố tôi tiếp tục đi tu cho tới trọn đời, trọn vẹn thì không có tôi. Xin lỗi nha. Rồi, tất cả mọi sự là tương đối hết. À, có mặt trên đời này hay không cũng tùy vào cái hoàn toàn này. Rồi có mặt như thế nào cũng tương đối. À, bố tôi mà gặp cái bà khác thì ra cái thằng nào không phải tôi. Mà bố tôi với mẹ tôi mà ăn ở với nhau vào cái thời điểm khác thì có thể tôi ra đứa con gái. Ta biết rằng là cái chuyện mà trai gái nó cũng do cái thời điểm nào đó, thì tôi ra một đứa con gái nào đó rồi. À, thế rồi khi tôi có mặt trên đời thì nó cũng rất là tình cờ thôi. Tại sao tôi lại học ở trường này, tại sao tôi lại đi vào cái nhà dòng kia, rồi tại sao tôi quen với con người nọ. Cuộc đời nó chỉ thay đổi một tí xíu, đời mình nó sẽ ra khác, không có giống. Cho nên nói một cách nào đó thì không có cái gì là tuyệt đối đúng nghĩa cho con người ta hết. Không có cái gì là tuyệt đối đúng nghĩa hết. Và tôi gọi nó là ta phải phân biệt nó ra là trong này nó có cái lý và cái lẽ. Cái lý là cái bên ngoài. Bên ngoài thì tương đối. Bà mẹ nói với đứa con gái rằng là mày chọn cái thằng đẹp trai học giỏi có nhà giàu kia kìa, tại sao mày lại phải lấy một cái đứa nghèo khổ này, rồi cả đời mày khổ. Thì cái đó là rất đúng, đúng ở trong cái lý. Còn cái cô gái thì nó bảo con cũng biết rồi, nhưng mà nó làm con yêu cái thằng nghèo này à, con không yêu cái anh kia. Thì đó là cái lẽ, là cái lẽ. Rồi cái lý là cái gì? Ôi giời, thì mày không lấy được đứa này thì thôi, thế gian này nó còn bao nhiêu con gái chứ có hết đâu mà lo. Hoàn toàn đúng, nó cái lý hoàn toàn đúng, nhưng tương đối. Nhưng mà cái thằng này thì nó không được, con mà không lấy được cái cô này con chết bà đi cho rồi, thì con không có yêu ai nữa đâu. Thì nó biến nó thành nó là tuyệt đối. Bên ngoài đấy là gì? Đi tu được thì đi, không đi thôi, rồi ra đời con chết đâu mà lo. Nhưng mà
đứa nào mà cứ bảo là hồi sự tu đại đi được thì không được, thôi có gì đâu, không bao giờ tu được, tu nó có dễ đâu, đơn giản là cứ đi khơi khơi rồi tự nhiên nó được hay không được thì thôi. Phải vượt qua bao nhiêu cái khó khăn, bao nhiêu cái thách đố, mà mình phải có một cái tâm trạng gọi là không làm được cái đó thì đời mình không làm sao nữa, thì mình mới vượt qua được, thì mình mới vượt qua được. Y như là hai vợ chồng chẳng hạn như vậy, vợ chồng tôi có một cái người bạn, cái hồi đó tôi còn làm ông thầy thôi, thằng đó nó cũng suýt soát, nó chỉ ít hơn tuổi hơn mình mấy tháng thì nó lấy vợ, nó công giáo, vợ nó cũng công giáo, nhưng mà hai đứa thì sợ cái chuyện mà gọi là hôn phối công giáo không có gỡ được, cho nên là quyết định là thôi, yêu nhau thì cưới nhau, không ra nhà thờ. Thì bà mẹ mới mách với tôi như vậy, thì tôi mới nói chuyện đó, tôi nói là em ơi, bây giờ em người ta đi vào hôn nhân là người ta mong cho hôn nhân mình được vững bền, 100 năm hạnh phúc, đầu bạc răng long cái gì đó. Đằng này thì hai đứa tụi em đi vào hôn nhân mà đứa nào cũng có một cái cửa thoát hiểm đằng sau hết á. À thôi thì tôi cứ ở nhá, mà không được thì thôi tôi nhảy á, bởi vì lỡ mà đi vào nhà thờ là nó đóng kịch cái cửa thoát hiểm rồi, không bao giờ ly dị được thì chết mẹ thôi. Chờ, ở ra ngoài thôi, còn cái cửa thoát hiểm để yên đó, anh có cái cửa thoát hiểm của anh, em có cửa thoát hiểm của em. Thế thì cái tình trạng này đó thì anh nói thật với tụi em là chỉ cần một nồi cơm khê thôi là vỡ. À, chỉ cần một cái hiểu lầm nhỏ nhỏ là vỡ. Mà không phải là vỡ rồi thì thôi, nhưng mà là dính dáng tùm lum con cái rồi nó làm sao, rồi nó hư thân của nó làm sao. Đủ mọi chuyện chứ đâu có phải chuyện đùa đâu mà bảo là đứa nào cũng có sẵn cái cửa thoát hiểm sao rồi, và đoạn đạp là vỡ thôi, muốn ở thì ở, không ở thôi thì chết. Cuối cùng thì nó hiểu được là ơi thôi được rồi, nói vậy thì thôi tụi em đến nhà thờ. Cái trường hợp đó nó thật sự ra là hai vợ chồng nó cọc cạch lắm, cái đứa con gái nó cao hơn thằng chồng nó cả gan. Tôi cũng sợ lắm, mà lỡ nó bỏ rau rồi. Nhưng mà rồi cuối cùng thì cũng giận nhau, bỏ nhau, thời gian rồi lại về với nhau vân vân. Rồi cuối cùng cũng ổn thôi. Thì ta có một cái ý thức là bất cứ giá nào ta phải bảo vệ cái hôn nhân thì ta mới vượt qua được. Còn ta để cửa thoát hiểm sau rồi thì làm sao? Hơi khó một chút thôi. Mà ta ở trong cuộc, ta không thấy nó rõ ràng đâu. Ta ở trong cuộc ta thấy ghê quá, lớn quá, không thể nào hòa giải được, thôi quyết định. Thật sự ra nó chuyện bé còn đâu mà có gì đâu, thì nó cũng sẽ vỡ. Thì cũng y hệt như vậy nha. Cái lý là một chuyện, nhưng mà mỗi người phải có cái lẽ, mà cái lẽ đó nó chống lại cái tính tương đối này. Luôn luôn người ta đòi phải có cái gì đó tuyệt đối, luôn luôn người ta đòi phải có một cái gì đó tuyệt đối. Đi lấy vợ cũng phải đòi tuyệt đối, anh mà không lấy em thì anh chết, chứ còn bảo anh không lấy được em thì cũng chẳng đến nỗi gì. Thế gian này chưa hết đàn bà, bố anh mà đứng cưới anh, cưới xong rồi không được thì luôn luôn nó có cái khát vọng tuyệt đối. Nó con người ta không thỏa mãn với cái gì hết trơn à. Con người ta nó là cái gì? Là một cái túi vô đấy, quăng cái gì vào nó lọt ra, quăng cái gì vào nó lọt ra, quăng cái gì vào nó lọt ra hết á. Lòng tham vô đấy đó. À, thì nó diễn tả rằng là cái thực tế khách quan là tương đối chấp nhận, không ai chối. Nhưng mà lại có một cái gì trong cái lòng mình đó, nó lạ, mà nó phải đòi tuyệt đối mới được. Đấy. Thì trong đức tin của chúng ta là cái gì? Đó là cái hạt nhân siêu nhiên mà Chúa cấy ở trong cái vận mạng của mình đó. Hạt nhân siêu nhiên Chúa cấy vào trong đó. Thì
cái vận mạng đời người nó như vậy nha. Mà không phải là gọi là những con người gọi là ưu tuyển mới có cái này đâu. Không phải là người ưu tuyển, những người có lý tưởng, những người đạo đức, những người có cái khao khát đội đá vá trời mới có được. Không phải, những người bình thường nhất thôi, bậc cha mẹ nghèo khổ thất học vẫn có một cái cảm nhận tôi chết cho con tôi cũng được, tôi hy sinh đời tôi cho con tôi cũng được. Và tôi đó là đạt cái ý nghĩa là tôi là cha là mẹ không thể chết cho để con tôi sống cũng được nữa. Đó là đạt tới cái ý nghĩa tuyệt đối là cha là mẹ ha. Hay là ông Trần Văn Thủy cũng có cái phim gọi là cái bà mẹ cùi đó, cùi hàng ngày đi ăn xin nhưng mà tối về là hì hục để đóng gạch và với một cái ý nghĩ rằng là mình cả đời không có nhà, dứt khoát con mình phải có nhà, bằng mọi giá con mình phải có nhà. Cho nên ban ngày với cái tay cùi đi ăn xin, rồi cũng cái tay cùi đó là nhào đất để đóng gạch, để dành đó để con mình có thể có một cái nhà. Nó kinh khủng lắm, không phải là ưu tuyển gì đâu, cao cả gì đâu, con người rất là bình dân cũng tìm thấy một cái ý nghĩa đó ở trong cuộc đời của mình. Dĩ nhiên là hết giờ phải không ạ? Thôi ta nghỉ, chúc Giáng sinh vui vẻ. Rồi như vậy thì coi nào, thứ tư tuần sau thì hết lễ rồi vẫn học bình thường phải không ạ? Dạ vâng cha. Rồi bình thường. Sao? Vâng được rồi. Cha ơi, cha cho con hỏi hình thức thi của lớp mình là gì vậy cha? À, cho bài về nhà làm. À dạ, con cảm ơn cha. Rồi để tuần sau đi nhá. Tuần sau tôi cho bài. À tôi cho bài. Rồi dạ. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, người đã có trước vô cùng và bây giờ và có bài rồi. Con chào cha. Vâng, cảm ơn. Cảm ơn cha. Tôi cảm ơn là bởi vì tôi mới đi, tôi vừa mới đi chích mũi ba về mà tôi cũng hơi sợ mà lúc vô lớp giảng quên bà nó mất rồi. Thấy sao cha, thấy cơ thể sao cha? Không có gì hết. Và tại hồi nãy tôi